Xin chào anh em nha, trở lại kênh máy công cụ Đức Tùng. Em xin review cái con máy nổ Kubota 2 máy nha anh em. Con này là Z482 anh em. Con này mã số là 101 nha anh em. Anh em nào có nhu cầu thì xem qua mã số, báo qua mã số. Ốc tán bộ lửa chưa cháy nha anh em, còn sáng rực nha. Bánh đà bộ ly đồ rất là đẹp nha anh em. Con này nó có cái bơm dầu thủy lực nha anh em. Máy rất là đẹp luôn nha anh em, sơn zin nguyên bản. Rồi em quay sơ lược em test nổ cho anh em xem nha. Rồi anh em nào có nhu cầu sử dụng cái con máy Kubota Z482 này thì liên hệ với em qua số điện thoại là 0938 312 207 nha anh em. Công ty Đức Tùng ạ. Rồi em xin cảm ơn anh em rất nhiều ạ.